above when the rain falls down. But it's so hard to be strong when you've been missing somebody so long. It's just a matter of time, I'm sure. What time takes time. Chào em tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thu Phượng ạ. Năm em 22 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trước tiên là bản thân anh thích cái bài này trước, đúng là một bài hát đáng để dự thi. Nó có nhiều cái đất diễn, show giọng của mình. Anh nghe bài này ba người hát về tên bản gốc của nó ha. Sau đó là về tới Việt Nam thì một ngày nọ anh đến phòng trà để tìm một người bạn thân để tặng bó hoa hồng nhỏ nhỏ cho người ta. Ngồi chờ rất lâu và người ta đã hát bài này. Người đó giờ đây đang ngồi bên cạnh anh. Sau đó là anh về anh thích quá, anh đã viết lời Việt cho bài hát này. Và người hát lời Việt đó chính là một người em, một người đồng nghiệp ở trong gia đình của anh nữa, là ca sĩ Dương Triệu Vũ. Và ở trong cái phần xử lý của em để thay đổi kết cấu và mà lên tông như vậy rất là khó, khó lắm. Em có độ cao tốt nhưng mà cái nồng nàn em chỉ thả được vài chỗ thôi. Tất cả những độ cao của em á, em còn phải sáng hơn nữa, đặt một phát thẳng vô tim người ta luôn. Em còn thiếu chỗ đó. Thì anh sẽ có nhiều nhiều cái thời gian để làm cho em cái điều này. Ngay cả chị Mỹ Tâm, mình cũng có thể nhờ chị Mỹ Tâm giúp đỡ đàn em một lần được. Đúng chị Tâm, được thế đúng không? Hoàn toàn. Cho nên là anh rất muốn em được nghe những lời đóng góp của các anh các chị để thấy mình đang bị thiếu sót chỗ nào. Chứ còn chắc chắn ở đây không ai tranh giành được hết, mình anh đèn sáng thôi. Chúc mừng em đã vào đội của anh Đàm Vĩnh Hưng. Giọng em rất hay, rất là tình cảm, nhất là những đoạn trầm và những cái độ khàn. Chị rất là thích giọng đó. Nhưng mà thực sự là những cái đoạn lên cao em không làm chủ được cái nốt của mình. Em đi theo anh Hưng là hợp lý. Chắc chắn rằng là anh Hưng ảnh nhờ chị tư vấn gì trong cái việc mà chọn bài của em hay là bài hát, chị đã sẵn sàng chờ đó. Hy vọng rằng là có thể giúp được gì đó cho em trong tương lai. Cảm ơn chị Tâm nhé. Cảm ơn chị Tâm rất nhiều ạ. Bởi vì là đây là điều không có trong tiền lệ của giọng hát Việt. Các huấn luyện viên lần này thì có đó, cho nên là bởi vậy, chắc chắn là như vậy luôn. Đừng hỏi vì sao anh yêu em. Bây giờ anh biết vì sao, vì sao yêu em như vậy. Chị Thu Phương, chị Thu Phương nghĩ rằng là chị cũng rất là chúc mừng em. Em đã có huấn luyện viên bấm để lựa chọn em ở đội của anh ấy, và anh ấy là một người rất là nhiều kinh nghiệm. Tất cả những cái thiếu sót gì của em anh ấy sẽ giải quyết hết. Và chị Mỹ Tâm lại còn hỗ trợ anh thế nữa thì thôi nhất em luôn rồi. Chúc mừng em.